xin chào tất cả các bạn. Mình là Nhi, mình vừa làm thực hiện phun chân mày tại Natalie. Thì trước đây thì lông mày của mình hai phần đuôi này gần như là không có, và hai cái đầu lông mày của mình nó cũng không đều nhau. Thế là mỗi sáng thức dậy đi làm, mình thực sự mất rất là nhiều thời gian để kẻ lông mày mà cũng không được như mình mong muốn nữa. Thì sau đó thì mình có được bạn giới thiệu vào làm tại đây. Thì các bạn thấy đấy, thì cái lông mày của mình thì hiện tại thì màu nó rất là tự nhiên, và mình cũng khá là ưng ý vì trước đây thì mình nghĩ là làm lông mày thì nó sẽ rất là đau và thậm chí là nó đen như sâu gióm ạ. Thật sự là không đến mức như vậy, và mình thật sự là bây giờ mình không thấy đau luôn. Mình làm xong mình thấy rất là tự nhiên và cũng rất là ưng ý. Mình cảm thấy rất là hài lòng với dịch vụ tại đây. Cảm ơn Natalie rất là nhiều.